Xin chào các bạn, hiện nay thì có rất nhiều loại hộp đựng cơm khác nhau đến từ những thương hiệu khác nhau, điều đó làm cho bạn phân vân không biết lên chọn loại hộp đựng cơm nào. Vì vậy trong video này mình sẽ đưa ra một số thông tin về các hãng hộp đựng cơm cho các bạn tham khảo để các bạn có thể lựa chọn được cho mình và gia đình một chiếc hộp đựng cơm phù hợp nhất nhé. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là hộp cơm giữ nhiệt Zojirushi. Hộp đựng cơm giữ nhiệt Zojirushi xuất xứ Thái Lan là thương hiệu uy tín trên thị trường Việt. Zojirushi mang đến những sản phẩm cao cấp, ứng dụng công nghệ thông minh cho khả năng giữ nhiệt trong thời gian dài, chất liệu cao cấp, đảm bảo an toàn, không chứa thành phần độc hại, thiết kế bền đẹp, mẫu mã không quá đa dạng nhưng được khách hàng đánh giá cao, giá thành hộp giữ nhiệt Zojirushi thuộc phân khúc cao. Đứng ở vị trí thứ hai đó chính là hộp cơm giữ nhiệt Lok và Lok. Lok và Lok, một thương hiệu cực kỳ uy tín và nổi tiếng của Hàn Quốc được thành lập vào năm 1985. Với gần 40 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ở lĩnh vực đồ điện gia dụng và các thiết bị nhà bếp, Lok và Lok từng bước cho ra đời những sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng trên khắp thế giới. Điểm mạnh của thương hiệu Lok và Lok chính là sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại cũng như giá bán tương đối phải chăng, dao động từ 300.000 cho đến 1 triệu đồng để người dùng tha hồ lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng. Các dòng sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt Lok và Lok có thiết kế tương đối đẹp với tông màu bạc đặc trưng, kiểu dáng hiện đại. Đồng thời sử dụng chất liệu inox 304 hoặc thép không gỉ cao cấp nên rất bền và an toàn với sức khỏe người dùng. Đứng ở vị trí thứ ba đó chính là Elmic. Vinh dự là một trong số hiếm thương hiệu được chính phủ Séc bảo trợ đăng ký toàn cầu. Với nhịp độ phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng gần đây, Elmic ngày càng khẳng định được vị thế của mình ở các sản phẩm phân khúc tầm trung và cao cấp. Sản phẩm có kiểu dáng nhỏ gọn, tinh tế, màu sắc trung tính, phù hợp với nhiều phong cách người tiêu dùng. Ngoài ra, đa phần hộp cơm giữ nhiệt hay cả mền giữ nhiệt của hãng đều vượt qua tiêu chuẩn công nghệ kiểm duyệt nghiêm ngặt đến từ cộng đồng châu Âu EU. Do đó, người dùng yên tâm về chất lượng và độ bền bỉ cao. Đứng ở vị trí thứ tư đó chính là hộp cơm giữ nhiệt Thermos. Thermos là thương hiệu đến từ Nhật Bản, được thành lập lâu đời từ năm 1904. Những sản phẩm của thương hiệu này được người tiêu dùng trên khắp thế giới ưa chuộng với các sản phẩm nổi bật với các thiết bị gia dụng như bình nước an toàn, nồi ủ, bình giữ nhiệt và hộp cơm giữ nhiệt. So với các sản phẩm bình giữ nhiệt của thương hiệu, thì sản phẩm chưa thực sự đa dạng mẫu mã để người dùng lựa chọn và có mức giá khá cao trên thị trường từ 1 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng. Nên sản phẩm Thermos không có sức cạnh tranh với các thương hiệu khác như Lok và Lok hay Zojirushi. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là hộp cơm giữ nhiệt Tiger, một thương hiệu gia dụng uy tín được thành lập từ năm 1923 tại Nhật Bản. Các sản phẩm của Tiger du nhập vào thị trường Việt Nam cách đây đã hơn 30 năm với các mặt hàng tiêu biểu như nồi cơm điện, bình thủy điện hay bình giữ nhiệt, nồi lẩu điện. Các sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt của Tiger còn được gọi với nhiều cái tên như cặp lồng cơm giữ nhiệt hay cả men đựng cơm giữ nhiệt. Hầu hết các sản phẩm của Tiger đều được làm từ chất liệu thép không gỉ hoặc inox 304 nên rất an toàn với sức khỏe người dùng, khả năng giữ nhiệt cực tốt và rất ổn định trong khoảng 6 đến 7 tiếng đồng hồ liên tục. Và vừa rồi là top 5 hộp đựng cơm giữ nhiệt hãng nào tốt chất lượng nên mua và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn chọn được cho mình và gia đình một chiếc hộp đựng cơm giữ nhiệt phù hợp nhất. Link mua sản phẩm mình có để ở dưới cái phần mô tả của video này, các bạn vào tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.